Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về ít điện thoại cũ giá rẻ để cho các bạn coi như là chơi Tết. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và các bạn có thể yêu quý kênh của mình, các bạn có thể đăng ký kênh, subscribe kênh, bật chuông thông báo thì các bạn không phải bỏ lỡ video nào. Thì là hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ chơi Tết. Thì mình sẽ review cho các bạn. Thì sản phẩm đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này Galaxy S10 5G. Đấy, hôm nay nhà mình về được một con Galaxy S10 5G, hàng chơi Tết các bạn nhé. Về ngoại hình con này thì là máy còn là 90%. Đấy. Ngoại hình con Galaxy S10 5G này, ngoại hình thì là máy còn là 90% các bạn nhé. Con này thì là màu xám đen này. Màu xám đen này. Đấy, ngoại hình con này thì là máy còn 90%. Con này chỉ là bị phẩy phần bên dưới một chút thôi các bạn nhé. Thì là mình sẽ nói sơ cũ qua về cấu hình cho các bạn nhé. Cấu hình con này thì là gì nhỉ? Này. Cấu hình con Galaxy S10 5G này của nhà mình là phiên bản Hàn Quốc này. Một SIM một sóng này. Cấu hình bọn này của nhà mình thì cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền 6,7 inch. Độ phân giải của nó thì là QHD 2K cộng. Và màn hình con này được cái là thiết kế của nó là theo kiểu là tràn viền. Rất là đẹp các bạn nhé. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4500, nói chung là pin 4500 thì các bạn cực kỳ là châu bò. Con S10 5G này là mình không nhớ ra mình bán được bao nhiêu chiếc rồi. Nói chung mình bán con S10 5G mình phải bán tầm độ vài trăm chiếc các bạn nhé. Và con này là hỗ trợ coi như là gì nhỉ? Cổng sạc của nó là cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5. Nhiều bạn vẫn thích cái vỏ ban chân tai nghe 3.5 này các bạn nhé. Đấy. Và tình trạng con này thì là màn hình đẹp keng. Đây, màn hình con S10 5G vẫn đây thì màn hình đẹp keng này. Không ám ảnh hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy. Thì là con này thì là viền con này thì là có hơi bị phẩy ở phần dưới này một chút. Thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với giá coi như là 5.800.000 các bạn nhé. Đấy. Con Galaxy S10 5G này, cái con đầu tiên màn đẹp này. Đấy. Con này thì là đang ở chỗ các cái shop lớn đấy. Đây. S10 5G này ở shop lớn này là đang bán 7.800.000 này. Đấy. Các bạn thấy kinh khủng không ạ? Các bạn thấy họ thuê nhân viên mặt bằng các kiểu họ bán lại cực kỳ là cao các bạn nhé. Đấy. Nói chung ở các cái shop lớn họ toàn bán đến 7.800.000 đến coi như là 8.000.000 cơ. Đấy, nói chung là giá người ta vẫn bán được. Hôm nay nhà mình lòi được con này ra họ thanh lý cho mình này. Đấy. Mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 5.800.000 các bạn nhá. Các bạn rẻ được coi như là được coi như là 2.000.000 luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy. Siêu thị họ bán coi như là phần trăm lợi nhuận rất là cao các bạn nhá. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn chưa? 7.800.000 này. Hôm nay mình xem cái giá này mình giật mình luôn các bạn ạ. Kinh cào kinh khủng các bạn, mà họ vẫn bán được luôn đấy. Nói chung là bán một con máy bằng mình người ta bán một con máy mà mình bằng mình bán khéo khi phải đến chục con mất. Họ bán một con máy một khi bằng bán mình bán chục con mất, sợ quá, kinh quá. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy S10 5G thì các bạn nhớ đây, hàng mình là sớm nhất này, một qua hai số hotline mình các bạn nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình là số nhà 72 phố Ba Thá, Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội. Gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để coi như là xem máy và mua máy. Và ở xa thì mình có Shipco. Và hình thức Shipco thì các bạn cứ chọn cho mình là hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đồ một trong một tuần và bảo hành 6 tháng. Và hình thức mua hàng bên mình thì là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn cọc cho mình trước coi như là 100k, 50k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tiền cọc thì mình sẽ trừ luôn vào tiền máy. Bạn nào mà cảm thấy là mua hàng bên mình ok thì các bạn nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhé. Và cọc tiền cho bên mình các bạn nhé. Đấy, bên mình thì là lỗi coi như đổ một tuần luôn. Nên các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhé. Galaxy S10 5G này 5.800.000 cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được hai cây coi như là LG V50S ThinQ này các bạn nhé. LG V50S ThinQ này thì là ngoại hình con này thì là máy còn là trên 90% các bạn nhé. Ngoại hình con này của nhà mình thì ngoại hình trên 90%. Thì là con này thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết. Con này thì là được cái thì là gì nhỉ? Đấy. LG V50S 5S đây ạ. Con này được lên Android 11 rồi, là Android mới nhất rồi các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm sử dụng. Và con này của nhà mình thì là phiên bản Hàn này, một SIM một sóng này. Cấu hình con này của nhà mình thì là RAM gì nhỉ? Cấu hình con này của nhà mình thì là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó thì là OLED Full HD cộng 6,4 inch. Pin con này thì là pin 4000 các bạn nhé. Pin cực kỳ châu bò. Nhưng mà cái bộ nhớ con này cực kỳ là khủng. RAM của nó là RAM 8. Thì các bạn chạy đa nhiệm hay chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Và con V50S này sẽ hỗ trợ coi như là chip Snap là 855. Chip này các bạn gánh game và chạy dụng cực kỳ tuyệt vời.
Nói chung con V50S này cực kỳ trâu bò, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng sản phẩm của những LG V50S các bạn nhé. Con LG V50S này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 3.900.000 đấy. Đấy, 3.900.000, ngoại hình thì là máy còn trên 90% các bạn nhé, 3.900.000 các bạn nhé. Vào hôm nay thì nhà mình về được một con này, là con này cũng là V50S, nhưng mà con này thì nó viền thì nó hơi phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đấy, viền con này thì có hơi phẩy theo thời gian các bạn nhá. Màn hình thì con này cũng đẹp kia. Đấy, màn hình con này cũng là đẹp kia, không ảm mối, không lưu ảnh gì các bạn nhé. Thì là con này thì là mình sẽ bán rẻ hơn cho các bạn coi như là 400.000. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá coi như là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy. Đấy. Đấy, LG V50S, con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá coi như là 3.500.000. Đấy, tội gì các bạn phải mua những sản phẩm coi như là LG V50 bây giờ. Tại vì lúc thời điểm hiện tại ấy, cái con LG V50 bây giờ rất là kém các bạn nhé. Còn LG V50 thời điểm bây giờ nói chung là toàn hàng tồn kho thôi. Nên các bạn theo lời khuyên của mình, các bạn đừng nên mua các bạn nhé. Thời điểm hiện tại thì các bạn là toàn hàng tồn kho, các bạn đừng nên mua. Đấy, tội gì đây, LG V50S đây, chỉ với giá có như là 3.500.000. Viền của nó thì hơi phẩy một chút các bạn nhé. Đấy, mà giá chỉ với giá có như là 3.500.000 thôi. Cấu hình cao hơn rất là nhiều luôn. RAM 8GB, bộ nhiều trong 256GB cơ. Đấy. Đấy, giá con này mình sẽ thanh lý với giá có như là 3.500.000. Và con này là 3.900.000 cho bạn nhé. Đấy, nhà mình có hai tên các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục sản phẩm có như là LG G7 các bạn nhé. LG G7 thì không biết thời điểm hiện tại thì mình bán con này cực kỳ là nhiều rồi. Con này mình thời điểm hiện tại mình phải bán tầm 100 chiếc các bạn nhé. Đấy, thời điểm hiện tại cái lúc mà cái con LG G7 này đấy, mình bán thì thời điểm hiện tại phải tầm 100 chiếc các bạn nhé. Đấy, rất nhiều người có như là ủng hộ, có như là hoặc là nhiều các bạn có như ủng hộ sản phẩm có như LG G7 mình bên mình các bạn nhé. Cấu hình cực kỳ là khủng, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, chip Snap là 845. Ngoại hình thì còn khá là đẹp các bạn nhé. Đấy. RAM thì là bộ nhớ trong 64GB, bạn lưu trữ thì cực kỳ tuyệt vời. Và tất cả máy của nhà mình đều là phiên bản Mỹ, một SIM một sóng. Và dung lượng pin con này của nó là pin 3000. Camera thì là cực kỳ là đẹp, màn hình trang bị màn hình của nó là màn hình 2K nhé. Nên hiển thị hình ảnh cực kỳ là sắc nét. Thì sản phẩm có như là LG G7 thì mình về rất là nhiều các bạn nhé. Tất cả là mấy trăm cây cơ. Con này thì mình về được mấy trăm cây cơ. Nên mình rất là nhiều luôn. Mình bán thời điểm hiện tại cũng là hơn 100 cây rồi các bạn nhá. Này. Mình rất là nhiều luôn. LG G7 thì mình rất là nhiều. Toàn màu lông chuột, nên là các bạn tha hồ lựa chọn về đặt hàng. Các bạn mua về để học online này, xem phim này, nghe nhạc này, chơi game cực kỳ tuyệt vời. Đấy. LG G7 nhá. Giá chỉ với giá có như là 2.400.000. Đấy. Sản phẩm có như là LG G7 này các bạn. Bên mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 2.400.000 nhá. Con này hiện thời điểm tại mình bán rất là nhiều rồi, bán hơn 100 cây rồi các bạn nhá, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng luôn. Và lỗi đổi một trong các bạn một tuần và bảo hành có như là 6 tháng, nên các bạn cứ yên tâm các bạn nhá. LG G7 đấy, 2.4 triệu cho bạn nhá. Đấy, rất là nhiều. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn màu lông chuột, màu này thì rất là sạch các bạn nhá. Nói chung là màu này cực kỳ là sạch các bạn nhá. Đấy, mình sẽ tạm thời bỏ ra. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cây này là cây Galaxy Note 10 5G. Note 15G thì hôm nay nhà mình lại về được là một cây có như là lỗi bút các bạn nhá. Đấy, Galaxy Note 15G thì cây này con này tình trạng con này là bị lỗi bút coi như là các bạn không bấm bút được chụp ảnh các bạn nhá. Con này là các bạn không được bấm bút chụp ảnh luôn. Đấy, bị lỗi tình trạng lỗi bút. Nhưng mà các bạn vẫn viết thì là đa nhiệm thì cực kỳ tuyệt vời. Đây các bạn mà đánh chữ hay là chỉ là cái lỗi phần bút của các bạn, chỉ cần bấm bút sẽ không phải lỗi máy các bạn nhé. Ở đây nó sẽ là không lỗi máy, chỉ là lỗi cái nút bấm ở trên cái bút này, nó sẽ là bị không bấm được bút chụp ảnh các bạn nhé. Các bạn chỉ cần kích vào đây thôi, các bạn vẫn viết hay là đánh dấu ABC hay là IZKML cũng được các bạn nhé. Đây các bạn có thể là vẫn viết bình thường, chỉ có như là lỗi không được bấm bút chụp ảnh thôi. Thì là tình trạng con này thì là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Màn hình con này đẹp keng, không ám mối hay không lưu ảnh gì. Cấu hình cực kỳ là khủng. Con này của nhà mình là phiên bản Hàn Quốc này, một SIM một sóng nhá, có hỗ trợ 5G luôn các bạn nhá. Và cấu hình con này là RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.3 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng các bạn nhá. Và con này thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Con màu hồng này thì ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Thì là con này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với giá có như 5.900.000 các bạn nhá. Galaxy Note 15G tình trạng là bị lỗi coi như là không được bấm được bút chụp ảnh, thì là con này thì là mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 5.900.000 nhé. Nói chung là máy bên mình thì là nhập sao mình bán luôn cho vậy các bạn cho nó nhanh. Bình thường mình mua cái bút mình về mình lắp vào đây cũng được, nhưng mà mình nói chung là thôi,
Nói chung là mua cái bút thì quá cái tội, thanh lý luôn cho bạn như này, coi như là dễ mua. Bạn nào mà không cần bút các bạn có thể là mua những con này, cực kỳ là hợp lý, giá cực kỳ là rẻ hơn là nhiều các bạn nhé. Đấy. 5.900.000 sản phẩm cũng như là Galaxy Note 10 5G. Đấy. Chỉ lỗi bút không lỗi máy các bạn nhá, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai cây Note 10 5G. Nhưng bọn này thì là sẽ là full hết các bạn nhé, không bị lỗi bút hay là lỗi gì hết các bạn nhé. Đấy, Galaxy Note 10 5G thì nhà mình hôm nay về được hai chiếc màu, một hai chiếc các bạn nhé. Một chiếc coi như là màu đen này, đấy, và một chiếc coi như một chiếc là màu xanh đen và một chiếc là màu đỏ các bạn nhé. Ngoại hình cho bọn này thì là máy còn là trên 90%, máy coi như là đẹp leng keng luôn. Đấy. Ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, máy đẹp leng keng. Đấy, Galaxy Note 10 5G đấy các bạn nhé. Thì là mình sẽ nói sơ cu qua về chất con này. Bọn này thì tất cả màn hình đẹp keng luôn. Màn hình thì bọn này khỏi phải chê rồi. Đấy, về ngoại hình, về màn hình thì cũng đẹp keng, không ám ối, không lưu ảnh gì. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, tình trạng là không lỗi bút các bạn nhé. Đấy, nhà mình thì hôm nay có hai màu, thì là hai con mà không lỗi bút mà máy đẹp leng keng này, thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn giá có như là 6.600.000 nhé. Bọn này thì mình sẽ xả cho bạn với giá có như là 6.600.000 các bạn nhé. Đấy, Galaxy Note 10 5G, máy đẹp leng keng, bên mình sẽ thanh lý ra cho bạn giá có như là 6.600.000. Đấy, nhà mình có một màu đỏ và một màu coi như là xám đen. Bạn nào mà không cần kỹ tính, mà không cần dùng cái bút để chụp ảnh ấy, thường thường cái bút đấy nhiều khi các bạn mà không cần chụp ảnh nhiều thì các bạn cũng không vấn đề quan tâm một bút, thì các bạn là chọn con này các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể là đấy, hôm nay nhà mình về được ba cây, các bạn có thể là đặt hàng, liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng hoặc là qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Đấy, thì là các bạn làm mấy con này về chơi Tết cực kỳ ok nhá. Đấy, có mua về tặng người yêu, bà xã, bồ nhí các kiểu luôn. Đấy, mua về chơi Tết cực kỳ là ok luôn. Nói chung là các bạn làm cả năm rồi. Các bạn làm cả năm rồi thì là cũng còn mười mấy ngày nữa thôi là Tết thôi, Tết âm lịch thôi. Thì các bạn làm cả năm rồi thì các bạn nhanh tay coi như là lựa một sản phẩm coi như là ngon, xịn sò nhất bên mình về để trải nghiệm chơi Tết các bạn nhé. Nói chung là các bạn làm cả năm rồi, các bạn bớt ra mấy triệu các bạn mua một máy về chơi Tết cũng rất là ok các bạn nhé. Đấy. Tại vì mình làm ra tiền mà. Mình làm ra tiền thì mình phải tiêu tiền, nên các bạn nên tiêu đi. Đấy, theo lời khuyên của mình thì các bạn làm ra tiền thì các bạn cứ nên tiêu tiền đi. Bớt ra một tháng lương thôi các bạn làm con máy xịn xò về dùng. Nhiều khi các bạn dùng con máy mà tét nhèm, nhiều khi nó hỏng hết cả mắt ra, nhìn chán lắm. Nên các bạn cứ bỏ tiền ra các bạn mua con máy xịn xò về dùng các bạn nhá. Đấy, nói chung là bây giờ tiền ra thì bạn nào đi làm kiếm tiền bây giờ nó ấy lắm, nó cũng không đơn, nó cũng không vất vả như ngày xưa đâu. Bây giờ kiếm tiền nó cũng dễ hơn, tại vì nhiều việc làm. Bây giờ ở đâu xong thời điểm Covid này rất nhiều việc làm các bạn nhé, nên các bạn yên tâm. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về đến sản phẩm có như là Lo Galaxy S8 phiên bản Mỹ các bạn nhé. Đây, hôm nay thì mình về được 6 cây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây Galaxy S8 phiên bản Mỹ này. Thì là ngoại hình thì là bọn này của nhà mình thì là ngoại hình là máy còn là trên 90% các bạn nhé. Nói từ mức giá bọn này, từ mức giá là hơn 1 triệu đồng đến là hơn 2 triệu đồng. Đấy, Galaxy S8 này, phiên bản Mỹ này, chip Snap là 835, chip này các bạn gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Màn hình thì là màn hình của nó thì là độ phân giải của nó thì là 2K 5.8 inch. Đấy, 5.8 inch độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. Và là RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong bọn này là 64GB. Bản Mỹ sẽ là chạy duy nhất là một SIM một sóng các bạn nhé. Đấy, pin con này của nó thì là pin 3000. Nói chung là pin 3000 các bạn dùng một ngày là cũng cực kỳ là ok rồi. Đấy, nếu mà bạn dùng mà ít nghe gọi thì một ngày cũng cực kỳ là ok các bạn nhá. iPhone toàn pin 3000 đấy, mình cũng dùng được một ngày cũng rất là ok các bạn nhá. Đấy, được cái là cấu hình cực kỳ là khủng. Lúc thời điểm con này là ra cực kỳ là đắt, nó phải tầm mức giá là 20 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng các bạn nhá. Thì là hôm nay nhà mình có về lô này cực kỳ là rẻ, thì mình sẽ báo giá chi tiết từng con cho các bạn một. Thì là mình sẽ báo giá từng đơn hàng và từng con một, thì các bạn ưng từ là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 thì các bạn nhấc máy lên trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhá. Thì ở đây thì mình sẽ là báo giá là con số 1 đầu tiên. Con đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay là con số 1 này. Đấy. Con Galaxy S8 số 1 màu xanh này. Ngoại hình thì con màu xanh này thì ngoại hình thì máy còn là 90/90% các bạn nhá. Galaxy S8 là hỗ trợ là cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5. Thời điểm con này là ra cực kỳ là đét. Đây. Và tình trạng con này thì là màn hình của nó là bị ám phần gì nhỉ? Con này thì là không bị đây, ám đỏ phần dưới chỗ ba cái phím đầu hướng này. Đây. Mình sẽ vào nền trắng này các bạn coi như là nhìn rõ nhá. Đấy. Ở phần trên này thì nó hơi ám nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Và phần dưới này, ám phần ba thanh đều hướng bên dưới này. Nhưng mà màn hình của nó cực kỳ là sáng các bạn nhé.
màn con này còn rất là sáng các bạn nhá. Con đầu tiên này thì mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 1.900.000 các bạn nhá. Con đầu tiên này là 1.900.000 các bạn nhá. Mình sẽ ghi là con số 1 để cho các bạn có như là dễ lựa chọn. Đây, số 1 này. 1 này là 1 triệu này. 900k đi. Thì là theo là gì nhỉ? Nhiều hôm trước thì có một bạn coi như là comment coi như là phần mình, ở phần video của mình thì là bạn ấy cần màn hình S8. Thì là theo lời khuyên của mình thì là các bạn có thể là mua những sản phẩm coi như là Galaxy S8 1.9 này về. Các bạn lắp cái main của các bạn sang cái này là bản Mỹ, màn hình này bản Mỹ nhưng mà các bạn có thể lắp sang bản Hàn này hoặc là bản công ty này hay là bản Nhật cũng được các bạn nhé. Đấy. Thì là màn là chung nhau tất thì các bạn chỉ cần lắp main sang và lắp cáp sạc sang, thế là các bạn thành một cái S8 ngon. Đấy. Các bạn mua những con S8 mà 1.9 này về thì các bạn có thể lắp main các bạn sang là rất ok luôn. Hoặc các bạn có main công ty, các bạn có thể lắp main công ty và rất ok các bạn nhé. Thì là cái bọn này ấy, cái bọn Galaxy S8 này thì là các bạn mà đi mua màn hay là thay màn ở thời điểm hiện tại là gần 3 triệu đồng nhá. Nếu mà các bạn đi mà thay màn ấy, con này thì là rơi vào gần 3 triệu đồng cơ. Nên là theo lời khuyên của các bạn có thể là mua sản phẩm giá rẻ này. Rất là hay các bạn nhé. Đấy. Con số 1 là 1.900.000 các bạn nhá. Và tiếp theo là con số 2. Con số 2 thì con này cũng màu bạc. Màu bạc còn rất là đẹp các bạn nhá. Ngoài hình thì là máy còn là trên 90% luôn. Con này thì là đây ạ. Đấy, màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ các bạn nhá. Đây, màn hình ám nhẹ. Đấy, ám cũng vừa vừa các bạn nhá. Thì là con này thì là mình sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 2.200.000. Đấy. Con số 2 này là 2.200.000 nhá. Đấy. Con số 2 này thì mình sẽ ghi cho bạn là 2.200.000 luôn. Đấy, bạn nào mà xem chi tiết và ưng số nào thì các bạn nhấc máy lên hãy trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhé. Số 2 này 2.200.000 này. Đấy. Số 2 này là 2.200.000. Đây màn hình của nó đấy các bạn nhé. Đấy, mình sẽ quay luôn chi tiết cho các bạn nhá. Màn hình này là làm nhẹ nhá, 2.200.000 này. Và con số 3 này, đấy, màn số 3 còn rất là sáng luôn các bạn nhá. Đấy, con số 3 này màn hình rất là sáng luôn, ám nhẹ thôi mà rất là sáng luôn. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 2.400.000 các bạn nhé. Con số 3 này là 2.400.000 này. À, số 3 là 2.400.000 các bạn nhé. Màu con này là màu xám nhé. Số 3 2.400.000 luôn. Đấy. Đấy. Số 3 là 2.400.000 các bạn nhé. Đấy. Số 3 này là 2.400.000 các bạn nhé. Và con này là con số 4 này. Đấy. Số 4 này. Số 4 thì là màn là ám ngang với con số 2 thì mình sẽ thanh lý bạn giá bằng con số 2. Thế là 2.200.000 nhá. Con số 3 này con số 4 này sẽ là màn như con số 2 này, mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2.200.000 nhá. Đấy, mình ghi số luôn cho bạn vào dễ chọn nhá. Số 4 này 2.200.000. Đấy, số 4 coi như là 2.200.000 các bạn nhá. Và con này là con số 5. Số 5 màu đen. Đấy. Màu đen thì là đây. Màu đen thì con này cũng là ám như kiểu là con số 2 và con số 4 và con số 3, 2, số 2, số 4, số 5 là ám giống nhau nhá. Con này thì cũng là 2.200.000 cho các bạn nhá. Con này thì cũng là 2.200.000 luôn. Đấy, con bạn thích màu không? Thích màu xám, màu bạc, màu xám và màu đen. Đấy, các bạn lựa chọn cho mình nhé. Đấy, hoặc là các bạn cần màn hình các bạn mua những con này về các bạn thay của main các bạn vào rất là hay luôn. Con này con số 5 2.200.000 rất là rẻ cho bạn nhá. Và con cuối cùng của nhà mình là số 6 nhá. Số 6 ngoại hình cũng rất là đẹp luôn. Bọn ngoại hình cho bọn này khỏi phải chê luôn các bạn nhá. Màn hình con này thì là sáng đẹp. Sáng đẹp như con số 3. Màn hình của nó cũng là sáng đẹp như con số 3, ám cực kỳ là nhẹ các bạn nhá. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý giá coi như là 2.400.000 các bạn nhá. Đấy, con cuối cùng số 6 là 2.400.000 luôn, bằng giá luôn. Nên các bạn yên tâm. Số 6 này 2.000.000 coi như là 400.000 nhá. Đấy. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu điện thoại cũ giá rẻ Galaxy giá rẻ G7 S8 từ 1.900.000 đến 2.400.000. Thì các bạn ưng sản phẩm nào với mình và yêu quý mình, các bạn có thể nhấc máy liên hệ trực tiếp mình là hàng và lên địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn thì trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình giao lưu trao đổi mua bán, ở xa mình có ship các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu máy. Thì các bạn ưng sản phẩm nào thì các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình.
Và bây giờ cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào gặp lại clip lần sau các bạn nhé.